Tiếp tục với diễn biến phim Luyện Khí 10 Vạn Năm, Từ Dương dẫn theo đám người độc cô Đình Phong đến Dược Sơn Trang. Đã bị truy nã rồi mà vẫn còn tự mình đi tới cửa. Hành động này trong mắt đám người Dược Sơn Trang là ngông cuồng không sợ chết. Từ Dương muốn cho đám người này một cơ hội dễ chết. Bọn chúng chỉ cần chọn ra vài cao thủ luyện đan ra so tài. Nếu bọn chúng mà thắng thì Từ Dương sẽ tha cho Dược Sơn Trang, đồng thời còn được nhận thêm phần thưởng. Nếu mà thua thì sau này Dược Sơn Trang phải nghe lời Thiên Lam Tông. Cả đám nghe vậy liền mỉa mày, luyện khí kỳ so tài luyện đan với bọn chúng thì đúng là đang tặng tiền mà. Lão trưởng môn hốt hoảng chạy ra ngoài không cho phép thi đấu. Lão ta đương nhiên biết thuật luyện đan của Từ Dương vô cùng tà môn. Tuy nhiên, vị thái thượng trưởng lão lại nhất quyết muốn thi đấu. Chỉ có thể không ngừng rèn luyện học hỏi thì mới đắc đạo được. Nếu đã có người tới khiêu chiến thì chính là chuyện may mắn của bổn môn. Lời này cũng khiến cho Từ Dương phải khen ngợi. Rất nhanh linh dược cũng chuẩn bị xong, mọi người có thể tùy ý luyện chế ra bất cứ loại đan dược nào, phẩm chất cao sẽ giành chiến thắng. Sau lời tuyên bố bắt đầu, đám người Dược Sơn Trang liền bắt đầu luyện chế. Chỉ riêng Từ Dương là vẫn đứng yên bất động, điều này càng làm cho bọn chúng có cái để chế giễu. Từ Dương đột nhiên bước đi, hắn vừa đi vừa chỉ điểm từng người luyện đan. Mới đầu bọn chúng còn nghi ngờ, vậy nhưng sau khi làm giống như lời của hắn thì hiệu quả lại bất ngờ. Trình độ này làm cho Thái Thượng Trưởng Lão vô cùng bội phục, ông ta chủ động nhận thua. Vậy nhưng, tông chủ lại ngăn cản, dù sao thì Từ Dương còn chưa có luyện đan, giờ nhận thua đúng là không hợp lẽ phải. Từ Dương tự thừa nhận mình không biết luyện đan, hắn chỉ biết bóp đan mà thôi. Hắn vẫy tay tập hợp linh thảo lại một chỗ, sau đó dùng linh lực nén lại thành đan dược. Quá trình luyện chế cực phẩm linh đan cấp 5 chỉ tốn vài hơi thở. Tin tức Thiên Lam Tông giải thể Dược Sơn Trang nhanh chóng lan truyền ra ngoài và truyền tới tai quận chủ Thiên Võ Quận. Lo lắng vì Thiên Lam Tông quật khởi quá nhanh, hắn ta lập tức tới tìm Lục Tướng Quân, Lục Khai Sơn, thực lực động thiên kỳ, định dùng kế khích tướng để cho ông ta xuất thủ. Dù là vậy thì Lục Tướng Quân cũng muốn tiêu diệt Thiên Lam Tông. Đi tới phụ cận Thiên Lam Tông, quân chủ đã chuẩn bị sẵn rượu mừng chiến thắng. Lục Khai Sơn chẳng nghĩ nhiều, liền uống một hơi hết sạch bát rượu. Ông ta trực tiếp đạp cửa xông vào bên trong, lấy lý do Thiên Lam Tông cướp đoạt Ma Vân Tông mà Dược Sơn Trang nên cần phải trừng trị. Độc Cô Đình Phong háo hức muốn ra sân, mặc kệ lời khuyên ngăn thì hắn ta vẫn lao lên. Đáng tiếc là đối thủ lần này lại quá mạnh. Lục Khai Sơn chỉ dùng vài chiều đã đẩy lui Độc Cô Đình Phong, Khổng Viêm phải thả khí độc giải cứu cho hắn. Nhận thấy đám người này thực lực quá yếu nên lão ta càng được đà mỉa mày và yêu cầu lão tổ đừng làm con rùa đen rụt đầu không dám ra mặt nữa. Từ Dương nghe vậy cũng lên tiếng, ngay từ đầu hắn vẫn nằm nghỉ ngơi tại ngày gần đó. Nghe Từ Dương muốn dạy dỗ mình một trận, Lục Khai Sơn lập tức nổi giận lao lên tấn công. Vậy nhưng, công kích lại bị hắn dùng một ngón tay chặn lại, sau đó phản công rút cho lão ta sấp mặt. Mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng chính xác. Đánh bằng thực lực không lại, vậy nên lão ta đành phải chuyển sang tấn công thần trí. Lão xâm nhập vào thần hồn của Từ Dương, vậy nhưng đi vào thì dễ, thoát ra mới khó. Bên trong thức hải, hắn chính là thần. Một niệm thành thần, một niệm thành ma. Thần hồn của Lục Khai Sơn bị đốt cho tàn sắc. Từ Dương suy đoán lão ta trước khi tới đây đã trúng phải cường hồn chú. Hung thủ làm chuyện đó chính là tên thành chủ. Từ Dương nhanh chóng tìm tới tận nơi gã ta để tính sổ. Gã cố gắng cầu xin tha mạng. Từ Dương có thể thà chết, vậy nhưng phải giao ra hết bảo vật. Vô số hòm kho báu nhanh chóng được truyền tới Thiên Lam Tông. Số lượng quá nhiều, nhẫn chữ vật của Lăng Thành Thù cũng đầy rồi. Ngư Tam Nương sau khi dùng linh thuyền đưa Bạch Ngưng Mi và tộc nhân về tới nhà thì cũng quay lại tông môn. Nàng ta nghe ngóng được tin tức linh bảo Thâm Hải Lam Tâm sắp hiện thế. Từ Dương nghe tới cái tên này liền bất ngờ. Vạn năm trước hắn có một nữ đệ tử là Liền Tuyết, nàng ta bất chấp nguy hiểm chạy tới Đông Hải lấy thánh dược là Thâm Hải Lam Tâm nhằm hy vọng sư phụ mình có thể đột phá. Vậy nhưng Đông Hải gần đây lại có yêu ma hoành hành, vừa mới đến nơi thì đã bị cuốn vào một luồng ánh sáng. Khi Từ Dương đuổi tới thì đã không còn thấy tung tích gì nữa, xung quanh toàn là xương cốt, không hề có một người sống. Từ khi đó, người đệ tử của hắn cũng biệt tâm biệt tích. Hiện tại, lần nữa nghe tới cái tên Thâm Hải Lam Tâm, cho nên hắn lập tức lên phi thuyền tới Đông Hải. Chiến thuyền dừng chân tại một thành thị ven biển. Sọc đường đi nghe được một chút manh mối nên lập tức tới Hải Phách Tông để điều tra. Bên ngoài Hải Phách Tông có một gốc cổ thụ, nó là nguyên liệu tốt để luyện đan. Nó cầu xin Từ Dương đừng nhổ mình ra ngoài. Đột nhiên lúc này có một nữ tử xuất hiện, bằng sau chính là đệ tử của Hải Phách Tông. Nhìn thấy Từ Dương đang nhổ gốc cổ thụ vạn năm của tông môn, cho nên lập tức rút kiếm tấn công. Đáng tiếc rằng công kích không thể đánh xuyên qua vòng phòng hộ. Không bỏ cuộc, nàng tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu đánh ra một luồng kiếm khí. Kiếm khí bị Từ Dương cầm trong tay và bóp nát. Điều này làm cho Mộng Giao cũng bất ngờ.
Càng bất ngờ hơn nữa là hắn lại biết tên công pháp mà ban nãy nàng ta sử dụng. Từ Dương không giải thích mà trực tiếp thi triển, tiện tay múa kiếm cũng tạo ra uy thế còn mạnh hơn cả sư phụ của nàng. Vốn dĩ chiêu đại diễn lam kiếm pháp này chính là hắn sáng tạo, năm đó truyền thụ cho Liên Tuyết. Hai Phách Tông cũng tu luyện công pháp này, như vậy chứng tỏ Hai Phách Tông là do Liên Tuyết thành lập. Đáng tiếc là công pháp của bọn họ chỉ có được 8 thức. Đoán ra lai lịch của Từ Dương nên Mộng Giáo hốt hoảng chạy vào bên trong bẩm báo với tông chủ. Vậy nhưng tông chủ lại không tin. Làm sao mà một tên luyện khí kỳ có thể trở thành sư phụ của Thái Sư Tổ được? Có thể được Thái Sư Tổ tán thưởng như vậy thì phải giống như tiên nhân mới đúng. Vậy nhưng sau khi chứng kiến uy lực của hắn thì cũng phải hoang mang. Từ Dương liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ta đang gặp vấn đề trong tu luyện nên tiện tay giúp đỡ. Rất nhanh chóng, vị tông chủ Bạch An cũng đột phá được xiềng xích đã vây khốn 100 năm này. Thực lực động thiên đại viên mãn. Bạch An chắp tay cảm ơn Từ Dương và xin lỗi vì ban nãy đã mạo phạm. Biết người thanh niên trước mặt tên là Từ Dương, là tổ sư gia của Hải Phách Tông, Bạch An lập tức chắp tay cung kính. Hắn cũng không truy cứu chuyện ban nãy, hắn muốn quyền gia cừu của Hải Phách Tông, bên trong ghi chép một số địa điểm bảo vật mà năm đó hắn từng dò xét, sau đó đưa cho Liên Tuyết cất giữ. Ngoài ra còn có một chỗ cấm địa không ai được tiến vào, hắn được Mộng Giao dẫn tới xem thử. Tuy lối vào có trận pháp bảo vệ, vậy nhưng hắn chỉ cần vẫy tay một cái liền dọn dẹp xong trận pháp. Đi tới giữa sân thì cảm nhận được một luồng khí tức của linh thú ở sâu dưới mặt đất. Hắn trực tiếp đánh một lỗ thủng dưới mặt đất. Trong hang động dưới đất có một con linh thú là Sứa Giáng Linh. Khói độc nó phóng ra dễ dàng khiến cho cường giả động thiên kỳ như Bạch An rơi vào huyễn cảnh. Nó liên tục dùng lôi điện tấn công Từ Dương. Vậy nhưng sau khi nhìn thấy cây châm trên tay hắn thì linh thú lại ngoan ngoãn. Hóa ra con linh thú này là năm đó Liên Tuyết để lại, còn dặn dò nếu có người mang theo cây châm có khí tức của nàng đến đây thì người đó chính là chủ nhân của nó. Nó lấy ra một tấm bản đồ. Hắn đoán bản đồ này ghi chép vị trí cất giấu Thâm Hải Lam Tâm. Sau khi ra ngoài, tông chủ Hải Phách Tông lập tức cầu xin hắn thu nhận tông môn của mình. Từ Dương cũng đồng ý để cho Hải Phách Tông quy nhập vào Thiên Lam Tông. Mọi chuyện giải quyết xong, hai người lập tức lên đường. Dọc đường hỏi thăm thì biết được rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh và Động Thiền đã đi lên đảo để tranh giành thánh dược. Đi tới bờ biển thì gặp hai tên Nguyên Anh trung kỳ chặn đường cướp của và cướp sắc. Lăng Thanh Thu lập tức ra tay dạy dỗ bọn chúng một trận. Cảm thấy không đánh lại được nên bọn chúng lập tức muốn chạy đi tìm trợ thủ. Vậy nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị giết chết. Người ra tay hỗ trợ là một tên thanh niên gọi là Triệu Bằng. Do hai người gặp nguy hiểm nên đã âm thầm đi theo. Ai ngờ thực lực của Lăng Thành Thù lại quá mạnh mẽ nên không cần lo lắng. Chỉ là phía sau tu sĩ Nguyên Anh đều có gia tộc lớn. Nếu như diệt trừ không gọn thì sẽ để lại hậu họa. Cho nên hắn mới ra tay, lời nói vô cùng ôn hòa, nhiệt tình. Người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đang có lòng tốt. Vậy nhưng, Từ Dương biết thừa tên này đang muốn ăn hồi. Nhìn thấy Lăng Thành Thù đánh bại kẻ địch nên muốn ra tay làm người tốt, coi như là ban ơn lấy lòng. Vậy nhưng dù sao thì hắn ta cũng khôn khéo. Từ Dương đồng ý để hắn ta cùng đi theo. Đi thêm một đoạn thì bọn họ ngửi được mùi thơm. Hóa ra là lão già đang ở trong rừng nướng cá. Còn coi mấy con cá của mình là mỹ vị thế gian. Từ Dương lập tức mỉa mai, đồng thời lấy ra một miếng thịt linh giàu, phẩm chất vô cùng cao. Đem lên nướng ăn thì đúng là phung phí của trời. Nhưng mà Từ Dương đâu có để những thứ này vào mắt, muốn dùng liền dùng. Hắn lập tức cho tài nấu nướng, dùng kiếm chém nhiều miếng thịt, sau đó thêm gia vị. Toàn là các loại gia vị vạn năm và mấy nghìn năm. Kế tiếp là sử dụng trận pháp để nhóm lửa, mùi vị nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Chưa cần ăn, chỉ cần ngửi mùi thôi đã khiến cho tu vi của Lăng Thành Thù nâng cao một bậc. Rất nhanh chóng, miếng thịt cũng được nướng chín, bởi vì bàn nãy lão già này khư khư giữ con cá không chịu chia. Vậy nên, Lăng Thành Thù không cho ăn thịt nữa. Không còn cách nào khác, lão ta đành phải lợi dụng lúc nào không chú ý tới để giật miếng thịt. Lát nữa bắt được cá sẽ trả sầu. Lăng Thanh Thù lần đầu tiên nhìn thấy người mê đồ ăn, coi miếng thịt như bảo vật. Lão vô cùng thắc mắc, nhìn tu vi của Từ Dương thì đúng là luyện khí kỳ, vậy nhưng mà sao cứ thấy kỳ quái. Theo lão thấy thì khí vận của hắn vô cùng thâm hậu, tóm lại chính là cổ quái. Vậy nhưng lão cũng mặc kệ, cứ có đồ ăn là được. Lão cho biết, mục đích của mình đến đây chính là tìm kiếm đồ ăn. Bảo vật sắp xuất thế, nói không chừng sẽ thu hút đông đảo linh thú, đây chính là cơ hội tốt để kiếm ăn. Đột nhiên, mặt biển chấn động, Thâm Hải Lam Tâm cũng xuất thế, một hòn đảo đột nhiên nhô lên giữa biển. Vô số cường giả lập tức bay tới đó nhằm tìm kiếm cơ duyên, bọn chúng nhanh chóng động thủ tranh giành. Lần lượt các cường giả cũng lộ mặt. Lúc đầu chỉ là Nguyên Anh viên mãn, sau đó xuất hiện động thiên cảnh, kế tới là nửa bước Nguyên Thần.
Tề nửa bước nguyên thần, chắc là chùm ở đây rồi. Hắn ta ra lệnh cho hai tên đàn em ở lại trấn thủ nơi này. Kẻ nào tiến lại gần, liền giết chết lập tức. Đám người Từ Dương vừa mới tới nơi thì đã bị tấn công. Vậy nhưng điều nằm ngoài dự liệu của bọn chúng là lão già Haman này lại là cường giả nguyên thần cảnh. Bọn chúng đành phải liều mạng sử dụng ma công gia tăng thực lực lên tới nguyên thần trung kỳ, dễ dàng đánh bại lão già Haman. Vậy nhưng, điều mà hắn ta không lường trước được đó là Từ Dương. Nam chính chỉ cần dùng hai ngón tay đã kẹp chặt trường thương không thể rút lại, sau đó tiện tay bóp nát trường thương. Tu vi này khiến cho lão ta cũng bất ngờ, còn tưởng hắn che giấu thực lực. Vậy nhưng mà Từ Dương vẫn khẳng định chắc nịch mình là luyện khí kỳ. Tập phim đến đây là hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.